Rồi, series hôm nay thì mình sẽ báo giá từ cái dòng cao cấp trở xuống nha các bạn, cao cấp đến cái dòng giá thấp nhất. Đó. Thì đầu tiên là chiếc SH. Chiếc này là 48 triệu nha các bạn. Đó. Các bạn muốn xem xe rõ hơn thì nhắn tin qua shop xe máy cũ để được gửi video xem xe cho rõ hơn nha. Còn trên đây thì mình mô phỏng để giới thiệu các bạn thôi. Đó, 48 triệu nha. Chiếc thứ hai, chiếc này là cũng là SH nha các bạn, nhưng mà chiếc này rẻ hơn, chỉ có 35 triệu. Đó. Cà vẹt đăng ký năm 2014 nha các bạn. Xe còn nguyên zin hết nha. Tất cả các xe ở đây thì các bạn muốn xem xe cho rõ hơn thì nhắn tin qua shop để shop gửi video qua cho các bạn xem cho rõ hơn nha. Rồi tiếp tục nữa là A-Black. A-Black này là 18 triệu nha các bạn. 18 triệu. Cà vẹt đăng ký năm 2016. Đó, có giấy tờ đầy đủ hoàn chỉnh hết cho các bạn. Tất cả các xe ở đây đều cũng là ship toàn quốc nha các bạn. Nhận xe thanh toán, không phải cọc bất cứ 1.000 nào hết. Cho nên là các bạn yên tâm, khỏi sợ lừa đảo hay gì hết. Rồi A-Black nữa, chiếc này thì 2017 nha các bạn. Chiếc này thì nó hơi mờ thôi, chứ mà nó còn rất là đẹp nha. Tại vì hình hơi mờ thôi, chứ còn xe này rất là đẹp. Mình báo giá như thế này là để các bạn là dễ biết hơn, các bạn dễ chọn xe hơn, mà số lượng mình báo nó được nhiều hơn. Đó, chiếc này là 16 triệu nha các bạn. Rồi Sibo 22 triệu nha các bạn. Đó, 22 triệu. Những anh em nào mà thích đi xe hai thì đó, thì có thể chọn. Xe còn mới và đẹp. Xe này nói chung là đã sử dụng rồi nha các bạn, nhưng mà xe bây giờ là còn làm ra nên là mới, rất là đẹp. Yên tâm, khỏi lo gì hết. 22 triệu. Rồi tiếp nữa là chiếc Leader. Xe này thì cà vẹt năm 2013 nha các bạn. Cà vẹt năm 2013. Rồi giá nó là cũng nhẹ nhàng thôi, chứ không có cao đâu. Giá nó chỉ có 12 triệu thôi. Đó, giá 12 triệu thì có ngay một chiếc Tega Leader của Honda. Future nha các bạn, Future FA 125 đó. Chiếc này là giá là 11 triệu nha các bạn. Cà vẹt đăng ký năm 2012 đó. Xe này thì zin từ đầu đến đuôi, các bạn yên tâm, không có lo gì hết, zin cứng nha. Xe này là cực kỳ lợi xanh luôn này. Dòng Future là dòng xe loại xanh nhất các bạn. Rồi tiếp nữa là chiếc Dream. Dream Thái nha các bạn. Dream Thái nó khác với lại Super Dream Việt mình nha. Dream Thái thì cái gác chân nó vẫn giống như cái gác chân Dream thường mình, còn cái Dream Super Dream Việt mình là cái gác chân nó khác, nó như gác chân xe quay vậy. Đó, các bạn dễ nhận dạng hơn, như lại nhìn cái xe nó cũng khác nữa. Chiếc này là 12 triệu các bạn. Tới chiếc Sirius Rosé nha. Chiếc này thì cà vẹt nó đăng ký năm 2013. Đó, cái dòng xe này thì mình đảm bảo bạn là cực kỳ mạnh luôn. Máy nó mạnh lắm. Đó, chiếc này thì cũng còn zin cứng hết, không phải lo gì hết. Đó, giá nó thì 11 triệu 500 nha các bạn. Rồi tới chiếc tiếp theo, nó cũng giống như chiếc trước thôi, không khác gì hết, mà xe này đăng ký cà vẹt năm 2016 thì nó cao hơn, đời nó cao hơn nên là giá nó kê hơn. Giá nó là 12 triệu các bạn. Riêng cứng hết nha. Có giấy tờ đầy đủ hết. 12 triệu. Tiếp tục nữa. Chiếc này là cũng là chiếc Dream. Dream Thái nha các bạn. Đó, nó khác với chiếc hồi nãy, chiếc này nó cũ hơn. Chiếc này thì chắc là do xài nhiều hơn nên là nó cũ hơn. Đó, chiếc này thì giá nó là 8 triệu các bạn. Đó, bạn nhìn xe thì ân ấy, muốn xem xe rõ hơn thì nhắn tin qua shop để shop gửi video cho nó rõ hơn nha. Tới chiếc Way RS nữa. Chiếc này thì
bánh tem nhưng mà được có cái thân đĩa các bạn. Đó, thân đĩa là giá nó cũng cao hơn cái xe là thân đầm nha. À, thân đĩa nó cao hơn thân đầm khoảng 500 các bạn. Thì xe này là khoảng 6 triệu rưỡi nha các bạn. Đó. Trên đây thì mình chỉ là mô phỏng thôi nha các bạn. Còn các bạn xem xe rõ hơn thì nhắn tin qua shop để shop gửi tin nhắn video cho nó rõ hơn nha các bạn. Như trước đây các bạn thì nó cũng giống như trước vừa rồi, nhưng mà nó là bánh bánh tem nhưng mà nó thắng đầm các bạn, thì nó chỉ có 6 triệu thôi. Đó. 6 triệu nha, 6 triệu là có thể có một chiếc Honda đã đi rồi các bạn. Xe này với xe kia không khác gì hết mà cực kỳ bền luôn. Cái dòng quay Alpha với lại dòng RS là cực kỳ bền. Chiếc này thì rẻ hơn chiếc hồi nãy một xí. Chiếc này là 10 triệu nha các bạn. Đó, hồi nãy có một chiếc là cũng giống như chiếc này mà nó mới hơn là 12 triệu. Nhưng mà chiếc này thì rẻ hơn một xí là 10 triệu. Đó, chiếc này cũng là chiếc rim Thái. Đó, nói chung là chỉ về đây thôi, không có lo gì hết. Xe này cũng còn ok hết. Đẹp. Rồi, đến chiếc quay Alpha nữa. Chiếc này thì đời cao hơn chiếc hồi nãy. Chiếc này nó là 2016 các bạn. Do thanh niên đi là nên có thay cái bát thân trước. Đó. Nên là với lại có mấy cái đèn nữa. Thì giá nó cũng yêu thương thôi, cũng có 6 triệu rưỡi thôi là có ngay một chiếc quay Alpha đã đi. Hàng chính hãng. Xe này là Black của hãng Honda. Nếu mà xe mới thì nó tầm khoảng mười mấy đến 20 triệu các bạn. Nhưng mà đây xe cũ, với lại hình này nó hơi mờ quá. Nên là xe này thì, nhưng mà ở ngoài thì nó mới nha. Các bạn muốn xem xe rõ hơn thì nhắn tin qua shop để shop gửi video cái xe này cho nó rõ hơn nha. À, chiếc này là 8 triệu các bạn. 8 triệu ạ. Rồi, tiếp đó nữa là cũng là quay Alpha nữa. Chiếc này màu trắng xanh bạn, xanh lột ạ. Đó, chiếc này thì 7 triệu các bạn. Đó. À, cà vẹt đăng ký năm 2016. Xe này là ring hết nha các bạn. Ring từ đầu đến đuôi á, yên tâm không có lo gì hết nha. Xe ở đây thì không có tráo đồ hay không có gì hết á, tại vì xe đều bán hết mà. Đâu có lấy để chạy, đâu có tráo đồ làm gì. Rồi, cái chiếc này cũng giống như chiếc hồi nãy thôi, không có gì khác nhau hết, nó cũng thắng đầm. Nó là 6 triệu rưỡi. Đó, xe này thì theo như mình biết thì cũng còn đẹp. Không khác cái xe mới đâu. Tại xe ở đây chạy mới có mấy ngàn cây là chủ yếu à. Nên là bạn yên tâm, không có lo gì hết. Này là chỉ mô phỏng thôi. Các bạn xem xe rõ hơn thì nhắn tin qua shop để shop gửi video cho các bạn xem xe nó rõ hơn. Để các bạn ưng ấy thì mới gửi thôi, chứ còn không có dám gửi liền cho các bạn được đâu. Tại vì sợ nhiều bạn là gửi xe đi mà không nhận xe, nên là nó tốn phí cái tiền gửi lắm. Nên là khi các bạn đồng ý thì mới cho các bạn xem video rồi mới gửi xe cho các bạn thôi. Rồi, chiếc quay Alpha này nữa. Xe này nó được có cái bánh đao các bạn. Đó, nên là giá nó 7 triệu nha các bạn. 7 triệu nha. Tất cả xe đây đều là ship hết cho các bạn nha, nhận xe thanh toán. Nên các bạn là yên tâm không lo gì hết. Rồi, tiếp tục nữa là xe Dream nha các bạn. Xe này là Dream Trung Quốc các bạn. Thì ở đây thì có một đống như thế này thì cứ 3 triệu rưỡi đến 4 triệu một chiếc bạn. Xe đẹp thì 4 triệu mà xe xấu thì 3 triệu rưỡi. Rồi, bạn nào thích chọn màu nào màu đó thì cũng có hết. Đó. Rồi, các bạn nhớ giới thiệu người thân đồ để mua nha. Vì shop xe máy cũ thì rất là uy tín. Tất cả giao dịch đều là miễn phí hết. Các bạn chỉ việc nhận xe mới thanh toán. Nên là các bạn yên tâm, không có lo sợ lừa đảo hay gì hết. Đó. Ở đây thì làm ăn cũng khá là lâu nên các bạn là khỏi lo gì hết nha. Rồi, cuối video thì mình cũng xin chào tạm biệt bạn nha. Rồi, hẹn các bạn là video tiếp theo nữa. Tại vì nay gần Tết rồi nên bán cũng khá là nhiều nha các bạn.